giới thiệu với cả nhà, đây là cái na Đài Loan này cả nhà, cái na Đài Loan ha, hiện tại nó cũng có bông có trái rồi, để mình quay cho các bạn xem. Đây na Đài Loan đây đó, các bạn thấy không, thấy cái trái của nó nè, để mình chụp hình cái trái này coi. À, mình tí xíu nha. Trái này na Đài Loan là cái trái nó như thế này. Rồi, ok, cái lá nó to ha, lá nó to, bản nó dài, nó to hơn là cái na Thái. Nè, nhìn cái lá nó khác biệt với cái lá của Thái lắm. Đây, trái nè. Ôi ôi, một cặp luôn. Đây. Đây các bạn. Trời ơi, trái nè. Hai ba trái luôn. Hai trái. Ba trái. Trời ơi, trái lèn lèn luôn. Ôi ôi. Trái nhất luôn. Đây. Ba trái, trời ơi, kêu xịt lớn trái này, đưa mình đưa trong thức ảnh xịt lớn trái nè, các bạn thấy nè, là trái nhóc cái chân luôn nè, nó dễ động của ta các bạn. Trời ơi, năm trái. Thấy mê không các bạn, thấy mê không? Đây đây, năm trái đây, mình chụp ảnh cái này kìa, năm trái nó trốn quá chứ á. Ôi ôi, cái này trái dữ thiệt. Thôi ba bốn trái nè, cây này mười mấy trái nè, chắc nó phải dùng bẻ bớt đó, méo rồi kìa, bẻ trái nhỏ này bỏ, đâu còn nhiều dữ vậy không biết nữa. Hàng bên kia kìa, tới hồi đó hình như là mình không nhớ không lầm đó, là anh Sự anh trồng đâu mấy trăm cây nữa các bạn, mấy trăm cây na Thái. À, na Đài Loan chứ lộn, có một số cây na Thái nữa. Rồi ok ha, thì cái này mình sẽ liên kết với Golden Match để phân phối cái na này cho anh Sự. Na này là na làm từ hữu cơ nha các bạn, làm từ chất cải tạo đất xi và hữu cơ. 1 2 3 4 5 6. Ôi dồi, trái thì mê thiệt, quá đã các bạn ơi. Đó, đây là một cái giải pháp để chúng ta lấy ngắn nuôi dài các bạn. Trồng cái cây này thì mình thấy nó cũng rất là khỏe ha. Yêu rồi. À, cái này mà mấy trái à, đây mình kiếm có bông không, đây nó còn đậu đèn ở trong đây chứ, dễ ha. Mình thấy à, không bỏ bù lăng bù lóc kìa. Trời ơi, nó muốn ngã luôn kìa, bông nhóc chọc luôn các bạn, trái nữa nè. Trời ơi nè, đã thiệt không, cái này là một cái giải pháp rất là hay để mình trồng cây ngắn nuôi dài các bạn đó. Mình có thể là trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ đó bạn, để mình bán vào cái hệ thống cửa hàng như siêu thị cái này. Ôi ôi, không có nghiệp sáp nha, cái này mình đưa cái nem Ấn Độ cho anh Sự anh xịt nè. Ôi ôi, ba trái luôn nội ơi, quá đã. Các bạn ơi, trái quá các bạn. Cái này mình kêu ảnh bón hữu cơ và xịt dưỡng ở trên để cho nó đủ dinh dưỡng để nuôi những cái trái này to ha. Cái trái này là nó rất là to chứ không phải nhỏ đâu, nó bự hơn cái này, nó bự hơn cái na Thái luôn đó các bạn. Mê không? Ừ. Cái trái này lúc mà bông đó các bạn, mình cho ảnh xịt một cái sản phẩm gọi là Bogo Gum ha. Một sản phẩm đó là sản phẩm từ bo, mà bo là bo từ dạng bo phân rã sinh học các bạn, là bo hữu cơ á, cho nên là nó cây nó hấp thụ ở đậu trái tốt, nó không có bị sấp, không bị vàng gì hết. Và sản phẩm đó hiện tại mình đang cho xài trên sầu riêng, khi lớn như thế này thì bắt đầu mình chuyển sang công thức lớn trái các bạn. Trái nó bự rồi nè, đã không? Ôi ôi. Đó. Mình nghĩ là sầu riêng mà mình trồng xen hai cây na Đài Loan này hai bên khoảng cánh chính giữa là một cái giải pháp tuyệt vời, để mình rất là có lý, rất là hợp lý để chúng ta lấy ngắn nuôi dài các bạn. Cái cây này trồng nó dễ hơn, không khó đâu. Thôi nè, để trái nó cũng khó, nó cũng dễ hơn nữa. Để các bạn thấy đây, trái nhóc cái chân không, rất là hay ha. Trời ơi nè, trời ơi, 4-5 trái luôn. Để mình quay cho các bạn xem, một trái. Còn đây trái nữa nè, một trái, hai trái, ba trái, bốn trái,
5 trái 6 trái, trái này nhỏ dính đây. Bẻ bó. Méo qua nè. Bẻ bó. Ồ đây trái nè, 2 trái nè, 3 trái nè. Quá rồi. Thì anh sự phải lấy hữu cơ bón gấp mới được. Nãy giờ mình vô mình kiếm ổng không biết ổng đi có nhà không nữa. Cháy quá trời không. Đó các bạn, đó là cái na Đài Loan nha các bạn. Để mình kiếm cái na Thái mình cho bạn xem. Đây là na Đài Loan ha. Cái trái nó nhìn nó khác với na Thái nha. Trái nó dài. Cái trái nó dài và nó cái gai nó to hơn. Na Thái. Đây hồi mình kiếm cái cây na Thái này mình quay cho các bạn xem. Thì cái này là cây lá nó to hơn các bạn, bằng tay luôn nè. Trái thôi rồi luôn rồi. Đây là cái na. Đây là cái na Thái. Cái na Thái này các bạn. Cái lá bạn thấy không? Lá nó khác kìa không? Rõ ràng để mình kiếm cái trái quay cho các bạn xem. Cái na Thái. Lại bên kia có mấy trái nữa. Na Thái. Ô cái này không có trái à? À đây đây. Các bạn thấy không? Nhìn các bạn nhìn cái gai nó hoàn toàn khác nha, khác cái na Đài Loan không? Gai nó khác liền thấy không? Rồi ok nha các bạn. Hôm nay thăm vô thấy cô na Thái với na Đài Loan rồi, có con na ăn rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Đài Sầu Riêng nha.